Suy niệm lời Chúa, Chủ nhật thứ 8 thường niên 5C. Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy thì kể là hoàn hảo rồi. Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền bởi lòng tích chữ điều lành nên phát xuất thử sự thiện, và kẻ dữ bởi tích lòng đầy ác nên phát xuất điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Suy niệm với chủ đề: Đừng xét đoán. Ngạn ngữ 34 có câu: Mỗi người chúng ta vẫn thường mang nơi mình hai cái bị, một cái phía trước để đựng những khuyết điểm của kẻ khác, và một cái phía sau để giấu đi những lỗi phạm của chính mình. Chúng ta thường hay bới móc những lầm lỗi của cận nhân bằng cách lục lọi cái bị ở phía trước, nhưng rất khi chúng ta chịu ngoái cổ lại nhìn vào cái bị phía sau để lục soát những tội lỗi của chính chúng ta. Đây là khuynh hướng tự nhiên nơi tất cả mọi người, không loại trừ ai. Vào thời Chúa Giêsu, những người Pha-ri-siêu và các đầu mục tôn giáo ngày xưa cũng hay hành xử giống như vậy. Chúa Giêsu đã thẳng thừng gọi họ là những kẻ đạo đức giả. Đồng thời, Chúa cũng mời gọi chúng ta phải khiêm tốn và can đảm để bày ra những cái đà to đùng nơi con mắt của chính mình trước khi muốn gắp bỏ những cái rác nhỏ xíu nơi con mắt của người khác. Phần thứ nhất, mù không thể dắt người mù. Để minh họa cho giáo huấn trên, Chúa dùng tới ba dụ ngôn như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng hôm nay: dụ ngôn về cái đà và cọng rác, dụ ngôn về cây tốt sẽ sản sinh trái tốt, và nhất là dụ ngôn về hai người mù dắt nhau để cả hai cùng rơi xuống hố. Những dụ ngôn trên rất dung dị và dễ hiểu, phù hợp với mọi tầng lớp khán thính giả. Tuy nhiên, đích nhắm mà Chúa Giêsu muốn nói đến chính là những huấn dụ căn bản ngỏ cho các môn sinh về con đường nên thánh, song song với bản hiến chương nước trời mà Chúa công bố trong bài giảng đầu tiên ở trên núi khi bắt đầu đi rao giảng công khai. Đây là quy chuẩn của đức ái Kitô giáo, giúp chúng ta vươn đến sự trọn lành. Thánh Francisco Sales, vị tiến sĩ đức ái, đã viết: Con người là sự hoàn thiện của vũ trụ. Tình yêu là sự hoàn thiện của con người. Đức ái chính là sự hoàn thiện của tình yêu. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô cũng cắt ghía thêm: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả, vân vân. Cũng vậy, Chúa Giêsu hôm nay nêu dẫn những chi tiết rất cụ thể về đức ái và mời gọi chúng ta thực hành cách triệt để, hầu có thể vươn tới cuộc sống trọn lành.
Điểm thứ hai, khiêm nhường là khởi đầu con đường nên thánh. Một vị tu đức đã nói, khiêm nhường là mẹ đẻ của mọi nhân đức, và đó cũng là khởi đầu của con đường nên thánh. Trong xã hội hôm nay, người ta vẫn hay đề cao sự khiêm tốn với những khẩu hiệu nghe rất kêu, ví dụ như cán bộ là đầy tớ của nhân dân, vì nhân dân quên mình phục vụ, v.v. Nhưng nhiều khi, những khẩu hiệu đao to búa lớn như thế cũng chỉ là những sáo ngữ rỗng tuếch và rất giả tạo mà thôi. Tuy nhiên, khi bình thản nhìn vào nội bộ giáo hội, chúng ta cũng sẽ thấy không ít những gương mù nơi các vị mục tử với lối sống trịch thượng theo kiểu cha chú paternalism mà Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo và nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần. Ngài kết án náo trạng clericalism, tức là náo trạng duy giáo sĩ, cùng những cách sống mang tính khủng bố đang tàn phá xã hội rất kinh hoàng. Chúa Giêsu đã dạy các môn sinh: anh em hãy học nơi tôi, vì tôi có trái tim hiền lành và khiêm hạ. Đức Thánh Giáo Hoàng John 23 và Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vẫn ký tên của mình sau các văn kiện của Công đồng Chung Vatican thứ hai để chuẩn nhận, luôn luôn đi kèm theo hàng chữ Servus Servorum, là đầy tớ giữa các người đầy tớ. Vì thế, chúng ta có thể quả quyết rằng khiêm nhường chính là nhân đức bản lề giúp đạt đến sự trọn lành trong đức ái theo gương Chúa Giêsu. Đó không phải chỉ là một đức tính nhân bản thuần mang tính xã hội, nhưng đây là linh đạo thập giá mà Chúa Giêsu đã khai mở như lời Thánh Phaolô đã viết: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Trích thơ gửi giáo đoàn Philip chương 2 câu 6 đến câu 8. Để khỏi rơi vào tình trạng người mù dắt người mù, hay chỉ nhìn thấy những cái rác nhỏ nhoi nơi mắt của người khác, chúng ta cần phải tập sống khiêm tốn. Có khiêm tốn, chúng ta mới có thể nhận ra sự mù quáng nơi chính bản thân của mình, với biết bao gương mù hay gương xấu. Chỉ khi sống khiêm tốn, chúng ta mới có thể nhìn thấy cái đà to đùng nơi cái bị chúng ta đeo phía sau lưng, và không dám lục lọi những cái rác nhỏ nhặt của người khác nơi cái bị treo ở phía trước. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, chúng ta nên dành ra những giây phút tĩnh lặng, đặt mình trước mặt Chúa để xét mình và cầu nguyện. Có thế, chúng ta mới có thể thăng tiến trong đời sống thiêng liêng và vươn tới sự trọn lành. Điểm thứ ba, cẩn trọng khi xét đoán. Thánh Giacôbê đã viết: chỉ có một đấng ra lề luật và xét xử, đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà dám xét đoán người thân cận? Thư Giacôbê chương 4 câu 12. Vì vậy, khi chúng ta xét đoán người khác và kết án họ, chúng ta đang tiếm quyền hay ăn cắp quyền năng của chính Thiên Chúa. Trong Tin Mừng Luca, Thánh Ký có thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu được mời đến tham dự một phiên tòa xét xử người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Rất nhiều các đấng các bậc hoặc những nhân vật tai to mặt lớn cũng có mặt trong phiên tòa ngày hôm đó. Mỗi người cầm trong tay một hòn đá, rất hỉ hả chờ giây phút tuyên án để ném thẳng vào phạm nhân. Nhưng tình thế cuối cùng đã thay đổi hoàn toàn. Chúa nói: ai trong các ông vô tội, cứ việc cầm đá mà ném trước đi. Dường như câu nói của Chúa Giêsu đã làm lay động lương tâm chai lì của đám đông, khiến tất cả mọi người lần lượt bỏ ra về hết sạch,
từ người lớn tuổi nhất đến người nhỏ tuổi hơn. Cuối cùng khi không còn ai, chú mới ôn tồn nói với người phụ nữ: "Tôi không kết án gì đâu, chị hãy về đi và đừng phạm tội nữa." Mỗi lần chúng ta đến tòa cáo giải, chú cũng nói với chúng ta giống hệt như thế. Mọi người chúng ta đều là tội nhân, nhưng đã không bị chú kết án bao giờ. Vậy tại sao chúng ta lại dám to gan và lạnh lùng kết án lẫn nhau? Nhất là nhiều khi chúng ta lại kết án một cách rất hồ đồ với nhiều ác ý. Đây là những sự vu khống rất thường hay xảy ra. Sự kết án với ác ý nhằm bôi nhọ người khác là một trọng tội, giống hệt như tội giết người. Ngạn ngữ Tây Phương có câu: "Có một thanh gươm không bao giờ rỉ sét, đó là cái lưới của con người." Thanh gươm không rỉ sét dùng để chém giết hay tàn phá danh dự lẫn nhau luôn là những công cụ rất nguy hiểm mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng và đề phòng. Kết luận: trong triều đại của mình, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã hơn 100 lần lên tiếng xin lỗi công khai vì những lỗi lầm mà giáo hội đã gây ra trong quá khứ. Nhiều hội đồng giám mục địa phương cũng bắt chước Ngài, thể hiện sự khiêm tốn, nhìn nhận những thiếu sót do chính con cái của mình gây nên. Những lỗi lầm ấy là những cái đà trong dòng lịch sử của Hội Thánh, nằm chắn ngang con mắt khiến chúng ta rất dễ trở nên mù lòa và không thấy rõ đường đi nước bước. Người mù không thể nào dắt người mù được. Sự mù lòa tâm linh thường đi kèm theo những thành kiến mà chúng ta vẫn hay có khi nghĩ về người khác và dễ dàng kết án họ. Người ta vẫn thường nói, phá đổ một thành kiến còn khó hơn phá vỡ một nguyên tử. Nguyên tử hay atom được định nghĩa là đơn vị vật chất nhỏ nhất không thể phá vỡ được. Xin Chúa thanh tẩy cõi lòng, giúp chúng ta mỗi ngày mỗi trở nên giống Chúa hơn, để chúng ta luôn sống với một con tim hiền lành và khiêm nhường, đồng thời biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu thương chúng ta.